8 vụ sập cầu kinh hoàng nhất lịch sử. Cầu là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Chúng cho phép con người vượt qua những chướng ngại vật tự nhiên như sông ngòi, hẻm núi, vực sâu và kết nối các cộng đồng với nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, những cây cầu này đã bị sụp đổ một cách bất ngờ. Nguyên nhân có thể do sự thiếu sót trong thiết kế, sự xuống cấp của vật liệu xây dựng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão lớn hoặc lũ lụt, hay do trọng lượng quá tải của xe cộ đi qua. 8 vụ sập cầu sau đây được xem là những thảm họa cầu gây tử vong lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng khiến cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người thiệt mạng và gây tổn thất lớn về tài sản. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cầu Das Bacas. Vào năm 1809, một trong những thảm họa sập cầu chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra tại thành phố Porto của Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh chiến tranh bán đảo giữa quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon Bonaparte và quân Bồ Đào Nha. Vào ngày 29 tháng 3, trong trận Porto lần thứ nhất, hàng nghìn thường dân Bồ Đào Nha hoảng loạn đã cố gắng chạy trốn cuộc tấn công dữ dội bằng lưỡi lê và pháo binh của quân Pháp bằng cách vượt sông Douro qua cây cầu phao Ponte das Bacas. Cây cầu này được xây dựng vào năm 1806 bằng cách nối liền khoảng 20 chiếc thuyền phao với nhau bằng cáp thép. Tuy nhiên, do quá tải trọng với đám đông hàng nghìn người, cây cầu Ponte das Bacas đã bị sập hoàn toàn xuống sông Douro. Ước tính có đến 4.000 người, bao gồm cả thường dân Bồ Đào Nha và binh lính Pháp, đã thiệt mạng trong thảm kịch này. Đây được xem là thảm họa sập cầu gây chết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử châu Âu tính đến thời điểm đó. Cầu treo Great Yarmouth. Vào chiều ngày 2 tháng 5 năm 1845, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại cây cầu treo bắc qua sông Burr ở thành phố Great Yarmouth, Anh Quốc. Để quảng bá cho rạp xiếc của William Cook sắp diễn ra, chú hề Arthur Nelson đã lên kế hoạch cưỡi thủy triều lên sông Burr trong một cái bồn do 4 con ngỗng kéo. Mặc dù trời mưa, hàng nghìn khán giả đã xếp hàng dọc theo bờ sông và hàng trăm người khác, trong đó có rất nhiều trẻ em, đã tụ tập đông đúc trên cây cầu treo để xem màn trình diễn độc đáo này. Khi Nelson đi ngang dưới cây cầu, được khánh thành vào năm 1829, đám đông trên cầu đột ngột chuyển từ bên này sang bên kia để nhìn theo chú hề. Sự dịch chuyển trọng lượng đột ngột làm đứt xích treo của cây cầu. Kết quả là nhiều trẻ em bị kẹt vào lan can trước khi rơi xuống sông. Nguyên nhân được cho là do mối hàn không chắc chắn, dẫn đến sự kiện sập cầu thảm khốc này. Tổng cộng 79 người đã thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em, một số em mới chỉ 2 tuổi. Đây là một trong những thảm họa cầu treo kinh hoàng nhất nước Anh thế kỷ 19. Pont de la Bachelle. Vào ngày 16 tháng 4 năm 1850, một trận bão lớn đổ bộ vào thành phố Angers của nước Pháp đã dẫn đến thảm họa sập cầu kinh hoàng tại cầu Bachelle bắc qua sông Maine. Khi đó, một tiểu đoàn gồm khoảng 500 binh lính Pháp đang cố gắng duy trì đội hình và di chuyển về phía trước trong cơn bão dữ dội ấy. Do sức gió mạnh kết hợp với nhịp bước đồng bộ của hàng trăm người lính, cây cầu treo dài 335m bắt đầu rung lắc mạnh và cáp treo bị đứt gãy. Một trong những trụ tháp bằng gang của cây cầu 11 năm tuổi đã đổ sập, đè bẹp đoàn quân và đẩy họ rơi thẳng xuống dòng sông. Sau vụ tai nạn thảm khốc này, có tới 226 binh lính thiệt mạng. Các nhà điều tra kết luận nguyên nhân là do trận bão, sự ăn mòn của neo cầu và nhịp bước đồng bộ của đội quân. Thảm họa này cùng với vụ sập cầu ở Anh năm 1845 đã gieo rắc nỗi kinh hoàng về độ an toàn của những cây cầu treo. Sau đó, Pháp đã phải chờ đến 2 thập kỷ sau mới xây cầu treo tiếp theo. Vụ việc cũng nhắc nhở tầm quan trọng của việc binh lính phải chia bước khi di chuyển trên cầu để tránh tạo ra nhịp chân đồng bộ nguy hiểm. Cầu đường sắt, sông Wankhede. Vào đêm Giáng sinh năm 1953, lúc 10 giờ 21 tối, một chuyến tàu khách tốc hành chở 285 hành khách và nhân viên đoàn tàu đang trên đường từ Wellington đến Auckland, New Zealand. Khi đi đến gần cầu đường sắt Wankhede bắc ngang sông Wankhede tại vùng nông thôn Tajiwai thì xảy ra thảm họa. Chỉ vài phút trước khi tàu đến cầu, một vụ lở đất lớn từ núi Ruapehu gần đó đã làm sập một phần cầu, khiến 6 toa tàu rơi xuống sông. Người lái tàu đã phanh gấp để dừng tàu thật nhanh, nhờ đó ngăn được 3 toa tàu hạng nhất rơi khỏi đường ray.
nhưng đã có tới 151 hành khách và nhân viên trên tàu thiệt mạng trong vụ tai nạn. Đúng lúc đó, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đang có chuyến công du hoàng gia đầu tiên tới New Zealand với tư cách nữ hoàng. Bà đã bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân trong bài phát biểu Giáng sinh từ Auckland chỉ vài giờ sau thảm họa và sau đó đã viếng thăm những người sống sót. Cầu Truesdale. Vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời ngày 4 tháng 5 năm 1873, hơn 200 người dân đã tập trung đông đúc trên cầu Truesdale tại thành phố Dixon, bang Illinois, Hoa Kỳ để chứng kiến một nghi lễ rửa tội đang diễn ra dưới sông Rock bên dưới. Cầu Truesdale là cây cầu bằng sắt hoàn thành vào tháng 1 năm 1869 với chi phí xây dựng lên tới 75.000 đô la Mỹ lúc đó. Cây cầu được xem là một bước tiến so với những cây cầu gỗ trước đây thường xuyên bị cuốn trôi trong các trận lũ lụt. Tuy nhiên, vào buổi chiều chủ nhật ấy, trọng lượng quá tải của đám đông trên cầu đã khiến cầu bị sập hoàn toàn xuống sông. Theo ghi chép tại một tượng đài tưởng niệm hiện có ở địa điểm trên, các thanh sắt của cầu bị xoắn vặn như những cái kẹp, khiến nhiều nạn nhân mắc kẹt hoặc bị thương nặng trong khi phần gian cầu dài 4,5 nhốt chặt nhiều người dưới nước. Tổng cộng, 46 người đã thiệt mạng và 56 người bị thương trong thảm kịch này, mất nhiều ngày mới vớt hết thi thể. Một số được tìm thấy cách xa tới 10 dặm về phía hạ nguồn sông. Các tờ báo gọi thảm họa là bẫy Truesdale. Sau đó, một phân tích của Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Hoa Kỳ đã đổ lỗi nguyên nhân do thiết kế sai lầm của cây cầu. Cầu Morandi. Cầu Morandi tại thành phố cảng Genoa, nước Ý, được khánh thành vào năm 1967 với thiết kế độc đáo và sáng tạo, nhanh chóng trở thành một biểu tượng của thành phố. Tuy nhiên, vào sáng 14 tháng 8 năm 2018, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra. Trong một cơn mưa lớn giữa mùa hè, các sợi cáp treo ở phần phía nam của cầu đột ngột đứt gãy khiến toàn bộ phần phía tây của cầu sụp đổ hoàn toàn xuống sông Ponsevera. Cùng các tuyến đường và đường ray bên dưới, hàng chục ô tô đang lưu thông trên xa lộ A10 trên cầu đã rơi thẳng từ độ cao 45m xuống dưới. Một trong ba trụ tháp hình chữ A hẹp đỡ cầu đã sụp đổ, nhưng phần phía đông vẫn đứng vững. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu thảm khốc này là do các cáp thép bị ăn mòn nghiêm trọng. Những vết nứt trên bê tông cầu đã khiến nước và không khí muối thấm vào bên trong, làm cáp bị ăn mòn. Tổng cộng có 43 người chết và 16 người bị thương. Một cây cầu mới thay thế đã được xây dựng và khánh thành vào tháng 8 năm 2020. Cầu Sunshine Skyway. Vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 1980, một cơn bão bất ngờ đổ bộ vào khu vực cầu Sunshine Skyway bắc ngang cửa vịnh Tampa, phía nam thành phố San Petersburg, bang Florida, Hoa Kỳ. Do hệ thống radar gặp trục trặc, một con tàu chở hàng nặng gần 20 tấn, tên MV Summit Venture, không xác định được lối đi an toàn giữa sương mù dày đặc, mưa xối xả và gió bão mạnh. Con tàu đã va chạm mạnh vào hai trụ đỡ chính của cây cầu Skyway. Đoạn cầu dài 365m ở phía nam hoàn toàn sụp đổ xuống nước, kéo theo 6 ô tô, một xe bán tải và một xe bus Greyhound. 35 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe bán tải kia đã may mắn sống sót sau khi rơi tự do từ độ cao 45m và bơi vào bờ. Đến năm 1987, một nhịp cầu mới đã được xây dựng thay thế đoạn cầu bị sập hoàn toàn này. Cầu sông Mississippi, I-35 West. Vào giờ cao điểm buổi tối ngày 1 tháng 8 năm 2007, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra tại cây cầu xa lộ liên tiểu bang 35 West bắc ngang sông Mississippi ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Đột nhiên nhịp giữa của cây cầu vòm thép 8 làn xe này bất ngờ sụp đổ hoàn toàn. Các phần liên kề của cầu cũng lần lượt sụp theo. Hàng chục phương tiện giao thông cùng 18 công nhân đang làm việc trên cầu đã rơi thẳng từ độ cao 35m xuống sông và bờ sông. Vụ tai nạn thảm khốc này đã cướp đi sinh mạng của 13 người và làm 145 người khác bị thương. Các nhà điều tra cho biết nguyên nhân là do các tấm kim loại của cầu quá mỏng, không đủ sức chịu đựng trọng lượng của nhịp giữa, cộng thêm trọng tải giao thông giờ cao điểm và các thiết bị xây dựng trên cầu. Sau đó, một nhịp cầu mới đã được xây dựng và đưa vào sử dụng thay thế vào tháng 9 năm 2008. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha!